Vâng, xin kính chào thầy cô. Hôm nay mình xin giới thiệu với thầy cô cái cách tạo ra bộ test bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Ở đây hiện nay thì có rất nhiều các phần mềm tạo test tự động. Tuy nhiên thì trong giai đoạn đầu thì chúng ta nên kiểm soát được tốt các cái giá trị ở trong bộ test để ta kiểm soát được các cái trường hợp xảy ra thay vì việc sinh ra các cái bộ test ngẫu nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là tạo bộ test để hỗ trợ cho cái trình chấm tự động Jusolen như sau. Đầu tiên thì thầy cô sẽ thực hiện lấy một cái bài viết bởi cái ngôn ngữ lập trình Pascal. Ở trong cái tài liệu đã chuyển giao tới thầy cô thì một số các cái bài có cái lời giải bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thì ta sẽ, hoặc là các bài giảng, các bài tập thầy cô tự làm được, đã có các thầy cô ra đề, các thầy cô làm bởi có một cái cốt mẫu chuẩn, có kiểu dữ liệu vào ra kiểu tệp. Thì bây giờ ta sẽ làm một cái bài tập bởi cái ngôn ngữ lập trình Pascal nhé, để xem. Đây, đây ta có một cái bài làm Pascal đây. Đầu tiên ta mở cái quyển học liệu của chúng ta ra để lấy một cái bài tập. Trong cái quyển này thì đa số các cái bài tập đã có làm bởi cả ba ngôn ngữ lập trình Pascal, C cộng cộng và Python. Chắc trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ bổ sung thêm cái bài tập là lời giải bằng Scratch nữa cho cái hệ thống chấm tự động, nó cũng có thể chấm được. Rồi sau khi ta chọn lấy một bài và ta chọn, ví dụ như ta chọn bài biểu thứ hai, bài 1 BT2 này, ta chọn bài làm bởi ngôn ngữ lập trình Pascal, hoặc là thầy cô lấy một bài đã có thầy cô ra và có đã code xong, nền tảng thì ta sử dụng thằng Free Pascal. Trên nền tảng Free Pascal này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện làm bài. Ta mở tệp mới, ta vào Edit, chọn Paste from Window từ một cái code mình đã có sẵn, hoặc là ta sẽ làm bài từ đây. Rồi như vậy thì đây là một cái bài là tính giá trị của biểu thức và chúng ta sẽ thực hiện. Đây là một bài làm của học sinh trình bày khá đẹp. Đấy. Ta sẽ nháy chuột phải, chọn click vào phần tên file, ta nháy chuột phải, chọn Open File, để chọn Open. Đề bài này cho số nguyên dương ABC, vậy thì mình nhập ABC 1, 2, 3 chẳng hạn. Sau đó nút lưu bài. Bây giờ nút chạy chương trình, nó báo bài này chưa lưu, ta có bài 1 BT3 à, BT2. Rồi sau khi chạy xong thì người ta có thể nhấn chuột phải vào đây, ta chọn Open File để xem file về kết quả mà nó ở đây. Như vậy thì ta đang thử tạo với test khác, bây giờ một hay bốn chẳng hạn, rồi ta close nó lại, chọn nhiết, rồi ta vào run, rồi nút run để chạy chương trình. Rồi như vậy thì nó file in và file out đã được sinh ra rồi. Vậy thì trong ngôn ngữ lập trình Pascal thì ta để ý rằng sau khi cài Free Pascal thì thông thường nó sẽ được ở trong thư mục mặc định là ổ C, FPC, tên phiên bản, đây là máy tính của mình đang sử dụng phiên bản 3.2.2, rồi vào thư mục bin và thư mục i386. Rồi kéo xuống dưới, ta đang làm cái bài 1 BT. Vậy thì ta thông thường thì nó sẽ sắp xếp theo tên. Thì ta nhìn đây, ta có bài 1 BT2 này, bài 1 T BT2. Đấy, bài 1 T, ta có thể thu nhỏ cái, thông thường thì mình sẽ thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Để tạo ra một cái cửa sổ mới để bên trên đây. Bây giờ ta sẽ tạo ra một cái thư mục ở đâu đó, ví dụ như ở đây cho dễ quan sát. Mình sẽ để nó ở đâu đó ngoài màn hình cho dễ nhìn. Ta để nó ở đâu đó. Ta tạo ra một cái thư mục này là sẽ thư mục cùng với tên bài. Ta nút New Folder, cái bài 1 BT2. Đấy. Xong vào thư mục bài 1 BT2, ta nút New Folder để tạo với thư mục là các cái test. Ví dụ như thầy tạo tên nó là test 1 chẳng hạn. Thầy cô tạo nó test 1.
Sau đó ta chọn cái file giữ phím control, chọn file bài 1bt2.in.mao, ta copy. Đấy, xong ta nháy vào đây, ta paste nó sang đây. Thao tác này trông thì khá đơn giản nên nhưng khi làm thì nó lại rất ý nghĩa, bởi lẽ thầy cô sẽ kiểm soát được dữ liệu mà mình đang định. Ví dụ như bài toán hãy đi tìm số chẵn lớn nhất trong ba số ABC chẳng hạn, thì mình có thể sinh ra được tất cả các cái khả năng xảy ra. Ta kiểm tra xem nó sẽ tính được kết quả chưa. Rồi, ok. Như vậy thì ta nhảy sang cái thư mục bài bt2.in, bài tập bt2.out, ta copy nó. Ta lại tạo ra thư mục mới tên là test2. Rồi ta lại paste cái file bài làm vào. File INP và file OOT. Như vậy tên thư mục chứa trong thư mục của một bài là tên của bài đấy, trong tên bài đấy có các cái test từ test 1 đến test bao nhiêu các thầy cô tạo ra, trong đó chứa các file in và file out có cùng tên với cái thư mục nhé. Đấy, nó có cùng tên với thư mục. Đấy. Rồi sau đó ta lại tương tự như vậy, ta tạo ra các cái test khác. Đấy, ta mở file in. Đấy, chẳng hạn ta lấy một cái test to hơn, ta cứ tay tăng dần kích thước đấy. Tăng như này là nó đang bị tràn kiểu dữ liệu. Về ta kiểm tra lại xem cái file in của mình tại sao nó tràn hai cái số này, sao lại tràn nhỉ? Nó chỉ là căn bậc 2 cộng này nhân thằng này. Ta thử chạy lại xem là sao nó lại tràn. Nó tràn là exit code 27. Khi chạy sinh test mà thì thầy cô giữ phím F7, cứ giữ xem nó exit code ở phần này, nó exit code ở dòng này, bởi vì nó tính bình phương của một số, S sẽ bằng bình phương của A cộng bình phương cộng B nhân này nhân với thằng kia. Vậy thì test này bị to quá, nó bị tràn kiểu dữ liệu. Do đó trong đề bài mình giảm giới hạn của đề bài xuống. Vừa rồi ta mới thử có mỗi 1.000 thôi, 5.000 thôi. Trong đề bài thầy cô hay ghi là N nhỏ ABC nhỏ hơn bằng 10^9. Nhưng mà bây giờ mình xin test ngẫu nhiên, ta thấy rằng với khoảng 5.000 chương trình đã chạy lỗi rồi. Vậy thì mình giảm kích thước của test xuống. Thì trong cái quá trình sinh test thì mình cũng bám sát số lượng đề bài đấy. Vậy ra thì chạy thêm biểu thức này đấy, giới hạn nó ra từng này. Nên thầy cô cũng lưu ý ở đây kiểu INT64 là kiểu số nguyên với kích thước dữ liệu, nó tương đương với cái kiểu long long ở trong C cộng cộng. Vừa rồi ta sinh được một cái test bài 1BT2 mới, cái test khá to đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái tác dụng của chính cái việc chạy bằng cơm, ta hay gọi cái phương pháp chạy bằng cơm này tạo bằng một cách thủ công, nhưng ta kiểm soát được. Tương tự như vậy thầy cô tạo ra các cái bộ test tương tự nhé. Vậy ta copy, ta vào thư mục theo đường dẫn ổ C FreePascal, tên phiên bản Pascal, thư mục bin, thư mục i386, copy cái file in file out. Sau đó ta lại chạy ra mở cái file in này ra. Đấy, và nhập với cái bộ số mới. Đấy. Đấy, mỗi lần mình nhập bộ số thầy cô không nhất thiết phải xóa lại các bộ số, ta chỉ việc thay đổi hoặc là thêm bớt các cái ký tự trong đó là ta đã thu được một test mới rồi, thì nó sẽ nhanh hơn. Cũng nhìn này, xem review được cái test của mình đã ok chưa. Nếu đúng rồi nhảy sang đây lại copy, ta copy chứ không cắt nhé. Rồi ta nhảy sang thư mục này tạo ra một test mới. Rồi sau khi tạo xong test 4 thì ta lại paste ở đây. Như vậy thì vừa rồi ở ngoài màn hình mình đã tạo ra được một cái thư mục tên là bài 1BT2, và bây giờ ta sẽ thêm cái bài tập vừa mới tạo này vào trong cái chương trình chấm của mình. Ta cắt nó đi. Rồi, bây ta sẽ vào ổ D, vào trong cái thư mục học sinh giỏi 2024 vào bộ test. Rồi ta ở trong bộ này thì nó đã có bài 1BT2 rồi, bây giờ ta cứ paste nó vào đây để cho nó bổ sung các cái test vào. Đấy, trong bài 1BT2 bây giờ ngoài các test 1, test 2, test 3, test 4 ta vừa tạo thì đang có cái bộ test hôm trước ta đã tạo, thì mình đã tạo sẵn rồi. Rồi như vậy thì sau khi như vậy thì các bài mới được tạo thì ta copy thư mục test vừa tạo vào đây và nhớ theo đúng cấu trúc như trên. Đấy. Thực hiện xong công việc trên, bây giờ ta sẽ thực hiện thao tác là chạy chương trình chấm bài. Ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn sử dụng chương trình chấm bài, và bây giờ ta cũng thực hiện lại thao tác luôn một lần nhé. Bây giờ ta sẽ thực hiện thao tác. Đầu tiên thì ta sẽ chạy phần mềm Themis của thầy Lê Minh Hoàng và thầy Đỗ Đức Đông. Phiên bản Themis thì ta tìm phiên bản mới nhất, hoặc là các bạn cài cái bản mà được cung cấp theo. Rồi ta ấn nút phím F2
hay là ấn vào nút loát danh sách bài thi để chọn thư mục chứa bộ test. Đấy, ta vào ổ D vào thư mục học sinh giỏi 2024, hoặc là ta thầy cô tạo ra một thư mục khác. Lưu ý thư mục nên để đường rất ngắn thôi và không chứa dấu tiếng Việt. Chọn thư mục bộ test, nút Select Folder là để chọn thư mục chứa bộ test. Trên mục danh sách bài thi thì ta sẽ chọn vào thư mục đấy, ta chọn cứ như bình thường ấy, thì mình hay tạo ra cứ mỗi mỗi ngày thì mình tạo thư mục là bài làm ngày 26, bài làm ngày 27 để mình kiểm soát bài làm của học sinh dễ hơn. Đấy, bài làm này, sau đó ta nút Select Folder. Vậy thì ta đã tạo chọn được đây, ấn vào phía F3 để chọn danh sách. Mà khi chọn vào chỗ này thì toàn bộ bài của học sinh nộp qua hệ thống online thì nó sẽ gấp vào thư mục này và mình có thể xem lại bài làm của học sinh ở đây. Tiếp đến ta chạy cái hệ thống chấm bài. Như ta đã giới thiệu thì hệ thống chấm bài sẽ để trong ổ D hoặc là ổ C, ổ E. Và theo thư mục gốc trong thư mục checker thì ta chạy cái file Universe Control. Hay ta có thể tạo ra một cái shortcut cho nó ở ngoài màn hình bằng cách Send to Desktop để tạo ra một cái shortcut để chạy nó. Khi do cái server mình đang chạy sẵn ở đây rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại này. Đấy. Và khi chạy cái server này thì thầy cô nhìn thấy có một cái nút Start đây. Đấy. Trong cái lần đầu tiên chạy thì nó hiện ra cửa sổ, các thầy cô ấn nút On Low hoặc chọn Yes nhé. Đấy. Và khi đó hệ thống nó sẽ loát thử xem cái local host của mình đã chạy đúng được chưa. Đấy. Và ta có nhìn thấy cửa sổ đăng nhập của mình. Cách tạo lấy mật khẩu thì thầy cô vào trong ổ thư mục checker. Tí nữa ta sẽ ở chỗ này thì ta sẽ nhập mật khẩu vào đây để ta sẽ đăng nhập vào hệ thống. Tuy nhiên địa chỉ của mình bây giờ là localhost ở trên phòng máy thì ta có thể sử dụng máy có mạng LAN hoặc mạng Wi-Fi, thì nhớ rằng các máy tính phải cùng một cái subnet và cùng một cái giải IP thì máy tính mới có thể nhìn thấy nhau. Để biết được IP của máy tính thì ta vào run, ta gõ cmd, ta gõ chữ IP config. Rồi sau đó trên cửa sổ này thì ta gõ chữ là trên cửa sổ này ta gõ chữ IP config. Đấy, chữ IP config gọi như này. Thì khi đó ta sẽ có địa ta quan sát ở dòng IPv4 address thì ta nhìn thấy địa chỉ là 192.168.1.95. Thì ta gõ 192.168.1.95 và ta ghi cái địa chỉ này lên trên bảng để học sinh có thể truy cập vào được. Nếu máy tính mà ta để IP tĩnh thì học sinh hôm sau cứ đến vào là truy cập. Rồi ta đăng nhập vào mật khẩu vào hệ thống. Rồi sau đó bây giờ học sinh có thể thực hiện chấm bài. Bây giờ ta thử lấy một cái bài làm của học sinh viết bởi ngôn ngữ lập trình Pascal để chấm bài. Ta mở lại cái bài khi nãy, bài 1PT2. Vào Select All, ta vào Edit chọn Select All và Edit chọn Copy to Windows. Đấy. Sau đó ta nút chấm bài. Trong thẻ chấm bài này ta chọn ngôn ngữ lập trình Pascal đuôi chấm Pat. Rồi ta paste code bài làm ở đây. Tên bài là bài 1PT2. Ta gọi chữ bài 1PT2 ở đây. Rồi nút Submit chấm bài. Đây là giao diện học sinh chấm bài. Đấy, học sinh chấm bài xong rồi nút OK xong thì chờ. Sau khi chấm xong cái thì ở trên máy của giáo viên, cái hệ thống chấm nó sẽ tự động kích hoạt và nó sẽ gấp bài của học sinh từ thư mục Submit và nó sẽ thực hiện thao tác chấm và đưa cái bài làm của các thí sinh vào cái thư mục trong ổ D trong thư mục học sinh giỏi trong thư mục bài làm 26 tháng 4. Đấy. Và khi đó cán bộ cái giáo viên có thể mở bài làm cho của học sinh để xem học sinh làm và trình bày bài như thế nào để từ đó ta có thể chỉnh sửa bài làm cho học sinh. Hay lưu ý rằng cái hệ thống thu bài chức năng chính của nó là để thu bài của học sinh về để mình chấm và chỉnh sửa bài làm cho học sinh. Thầy cô cũng chăm chỉnh sửa bài làm cho học sinh. Cái hệ thống hiện nay cái server của mình đang cấu hình hơi nhiều thứ nên nó loát hơi chậm. Bình thường chấm một bài này hết khoảng tầm từ 1 đến 2 giây. Có thể nếu mà máy chạy chậm thì có thể chạy mới 4 5 giây thôi là thu đấy. Nó chấm bài là đã được là 20 điểm. Đấy. Muốn cấu hình về 10 điểm thầy cô quay trở lại giao diện nhìn của học sinh thì ta nhận thấy rằng trên giao diện chấm bài của học sinh thì ta nhìn thấy điểm của học sinh đây. Bài 1PT2 vừa chấm đuôi Pathfile, tức là bài này đã nộp bởi Pascal, được 20 điểm. Ta click chuột vào đây. Đấy, ta nhìn thấy kết quả khớp đáp án. Kéo xuống kết quả khớp đáp án tức là đúng, kết quả khác đáp án là sai. Quá là không nhìn thấy file kết quả.
là đặt sai tên file, chạy quá thời gian là do thuật toán chưa tốt. Ta có thể ấn vào, thầy cô có thể ấn vào nút bài nộp này để theo dõi học sinh của mình, các bạn nào vừa nộp, ví dụ như thí sinh admin vừa nộp vào lúc 12 giờ 16 cũng là cái căn cứ để biết xem các học sinh nào có cái tiến độ nộp bài nhanh hơn. Rồi như vậy thì qua cái thao tác vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với thầy cô cái thao tác là sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Pascal để tạo ra một bộ test, sau đó nạp nó vào cái hệ thống chấm bài và sau đó thực hiện cho học sinh chấm bài thông qua cái bộ test mới này. Muốn cấu hình lại bộ test này theo số điểm, thầy cô nháy chuột phải vào tên bài, ta chọn cấu hình. Đấy. Và ví dụ như ở bài này có 8 test thì mỗi test là sẽ là 1,25 điểm. Đấy. Ta nút ghi nhận. Và chọn yes. Và ta có thể nháy chuột phải chọn chấm lại bài làm của thí sinh. Ở trên thanh công cụ có một số các cái chức năng đơn giản tác giả đã để sẵn lên trên đó, thì thầy cô có thể thực hiện một số chức năng như loát lại danh sách bài thi, rồi cập nhật bộ test mới. Rồi chờ một tí. Cái hệ thống này đang chạy rất nhiều các cái nền tảng, đúng ra nó hơi đưa. Thoát hết các cái ứng dụng. Ta chờ một chút để nó chấm. Như vậy thì ở trên cái thao tác để tạo bộ test bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thì thầy cô sẽ thực hiện lấy một cái chương trình mẫu, chạy chương trình với một bộ input và một bộ output, sau đó copy file in file out đó vào một cái thư mục, tạo ra một thư mục mới tên là test01 và gấp cái file in file out đó vào, copy paste nó sang, sau đó ta lại chạy lại với bộ test mới và ta lại gấp lại, quá trình lặp lại. Số lượng test ta có thể nên tăng theo cái kích thước dữ liệu tăng dần. Và trong cái quá trình chạy thì nếu chương trình nó phát hiện ra lỗi thì các bạn thầy cô sẽ chọn nó là cái giới hạn ở trong đề bài mình đưa ra cho nó chính xác, chứ ta không ghi chung chung là AEG nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 9 chẳng hạn, nhưng thực tế cốt mẫu cũng không chạy được thì ta giảm xuống AEG nhóm 10 mũ 5. Rồi trên đây em đã hướng dẫn cái thao tác và trong cái quá trình thực hiện, nếu có gặp khó khăn ở đâu thì thầy cô hãy liên hệ với em thông qua số điện thoại ở trên màn hình. Các thầy cô nhớ đăng ký kênh YouTube giúp em nhé. Vâng, xin cảm ơn thầy cô. Đấy, vừa rồi ta chấm, vừa rồi cấu hình điểm bài nó về thang 10 điểm rồi. Em hãy để thang 10 điểm cho học sinh chấm trông nó khích lệ hơn. Các bài nào muốn không chấm thì ta tắt nó đi, muốn chấm thì ta bật nó lên, click chuột để thao tác bật tắt. Rồi trên đây là em đã hướng dẫn thầy cô thao tác tạo bộ test bằng lập trình Pascal. Rồi, chúc thầy cô thành công.